nhìn lên giùm em cái nha. Đúc à, hơi vô cho nó tỏ cái ngọn đèn luôn đi anh. À. Dạ, hơi vô cho nó đánh. Chưa hơi chưa chưa, cứ đưa vô mồi đi, đưa vô mồi cái không, đưa mồi cái ngọn nha. Cái ngọn á. Đốt. Cây vô đốt, cây vô đây nè, cây cái ngọn. Thế nè, cái lại á, cây cây vô giống như mình đốt vậy. Nào chụm lại hai, như hai cây sát vô, hai cây sát vô, rồi chị hai dịnh lại giùm em luôn, dịnh hai tay luôn chị hai, rồi anh hai chị hai nhìn lên giùm em cái, nhìn lên. Chú rể ơi, chú rể hàng dân trên tươi. Rồi bắt đầu hai bà cắm tới cái ghế, lấy cái ghế, có ghế đó là có ghế ở bông hồng à, chờ cái hồng ơi. Chưa. Cái bông này, cái bông cũng phải đứng lên chứ, chị phải đứng lên. Đứng lên cái ghế. Đứng lên cái ghế. Kéo ghế ra đi, chạy đó, đứng lên, chạy rồi một tay dựng giùm em, một tay dựng lại cái chân đèn thôi. Rồi anh hai qua đây, anh hai dựng lại giùm cái xe xe giùm em. Anh hai bước qua đây, anh hai bước qua đây xe nghe. Dây mặt ra. Cái tay này dựng giùm lại cái chân đèn. Tay trái dựng rồi, dây mặt ra cho anh mình. Dây mặt qua, dây mặt qua này. Rồi trước nha, hai ba. Anh hai cười lên. Rồi cảm ơn. Cảm ơn anh hai, nó ra không có thằng tiền đạo. Con đã cho ổng luôn. Chị hai giống mẹ của anh hai. Rồi cho vô cái giải xây, vô xây hướng về mặt trời nha. Xá ông bà, bốn xá nha. Rồi cấp tay lên xá. Ờ, gì luôn nha. Từ từ hẹn anh bông thay thấp chút kia mặt chú rể này. Rồi, rồi xây ra ngoài sáng, hai sáng ngoài hai sáng ngoài. Bây giờ mình mâm chầu trước luôn ha, hay là lại họ nha. Chừng hai họ rồi mở mâm chầu rồi cho hai ông bà ra mở mâm chầu. Rồi vậy mâm chầu đi trước đi ha. Hai đôi cầu, ý là bốn miếng chậu không? Bốn miếng chậu. Bốn miếng chậu. Đúng rồi, dở từ trước vô, đúng rồi, rồi nhúc nhìn lên à. Rồi đưa cái mâm, đưa nắp qua cho hai. Hai cái cầu uống cái chầu đi cho nó dễ. Rồi, đây, từ từ. Cầm hai cái thuốc lên cái là nó thuốc lên. Rồi, uống cái chầu. Dĩa mà sao lên hả? Uống cái chầu. Từ từ, rồi để sao lên chầu. Để cũng vậy, để cao lên chầu, rồi hai người trao đổi với nhau. Để chầu nữa, để chầu nữa, để rồi hai người nè, trao đổi cho nhau với nhau. Rồi cô chú rể đưa cô dâu đưa chú rể, hai người rồi nhìn nhau, rồi hai đứng nhìn lên. Rồi nhìn đó hai người nhìn lên chú rể ơi. Rồi. Cô dâu để vô, để vô. Bây giờ nè của chú rể ha, cái đó mình nhận cái lọc về nhà trai ha. Để vô khay hộp giùm em, rồi lấy hai cái miếng trong khay hộp để vô dĩa nha. Đúng rồi đó. Rồi hai người bưng cái dĩa thượng lên bàn thờ. Để lên bàn thờ. Dạ, vô ghế bưng chung.
tay chú để một tay ha, ở này ha, chú dùng ở này ha, chú để hai tay, chú dùng hai tay, tức là chú sát dầu, chú để ôm ngay cô dâu, hai tay, chú để một tay, đúng rồi. Rồi hai người ngã đầu sát vô giùm em, chú để đừng nghiêng quá, xe mặt thẳng giùm em. À đúng rồi đó, đúng rồi, cái tay sau hông, bên hông đó, cô dâu không cười lại mình học lét. À, rồi cảm ơn, rồi mình nhận mâm chầu vô luôn nhé. Rồi mấy mâm mình nhận vô luôn rồi. Dạ. Rồi bây giờ cái phần này là mình tới lại mời rượu người lớn, mình mời chung hết ha. Bây giờ đây dâu rể mời má hả, bây giờ phải kêu má rồi, kêu má rồi. Hai chị hai. Bây giờ mình mời bên đây hết đi ha, cho mời cho đây cái đi ha, tại đây người lớn cái cho, rồi cái mình qua tới bên nhà gái đây ha. Ít được rồi, nhiều quá. Không nữa không? Thì cứ gót đi rồi mình mời. Mình nhất mời. Bây giờ cô dâu một chung, chú rể một chung. Kêu ông đại diện vô nè. Đại diện vô đây. Đâu rồi? À bên đây là má với ai? Má với chị Hà. Rồi bên đây, dạ đây ai luôn, chị ơi, chị chắc mời má riêng đi ha, rồi mời hai chị sau. Bây giờ cô dâu mời, má, dạ, dạ nhìn lên cái chị, dạ, rồi ba, chú rể mời cái nữa, chú rể mời chung nữa đi, dạ, dạ chị Thủy nhìn lên, dạ, rồi mời, bây giờ rót nước rượu, rồi mời hai chị ha, rồi được rồi. Chị sát ghế vô giùm em cái ha. Sát vô. Ờ, sát ghế vô giùm em cái. Ê, nhóm. Rồi, đúng rồi. Rồi. Mời hai chị luôn. Đây, hai chị. Rồi. Chị hai. Rồi, chú rể nhìn lên nhé. Dạ. Chị hai với hai chị có cái gì quà gì tặng cho hai em không? Đây, hai em chặt thăm hạnh phúc nha. Cảm ơn chị. Cái bây giờ mình tặng quà mình đưa qua chứ. Chị đưa qua cái rồi nhìn lên cho rẻ nhà. Rồi cảm ơn. Rồi bây giờ tới chú rể mời lại bên đàn giá mời lắm rồi với hậu kìa tính uống hết luôn hả chị hả em rượu hai chị hai dạ rồi dâu rể ơi chị ơi chị hãy nhìn trước chị ha anh ngồi xuống giùm anh cái cản này ha em gái rồi nhỏ xinh cái gì nhìn lại mới ơi cái ly giùm em anh đứng lên cái kia không không chị cứ ngồi rồi từ từ bây giờ chắc đây mình chịu khó mình ngồi vòng qua cô vô chú rể được không cái này làm sao cái đây anh đâu hả rồi đâu rồi còn ai đâu chị đâu chị bây giờ chắc anh chị là mặt ghế ngồi bên đó đi đặng để cô vô chú rể không có tròn rồi hai chồng sơn lại ngồi cho nó hai anh đi đưa đồ đi đó nó kìa lớn lên đây nè lớn chị ơi anh ngồi một chút đi chị ơi ngồi đây 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 tính đâu bây giờ đây bây giờ chắc mình uống một mời qua đây đi hết cho cô vô để có cái tròn ha mở vô ngồi chứ lát anh từ từ đó gia đình không có gì vậy rồi mời anh tụi em chứ đúng rồi đâu rồi rồi mời anh chị Thủy mới xích tới cái mặt mình xéo người mới thấy đúng rồi nha có gì tặng cho em đưa rồi cúi đầu cảm ơn rồi dạ mời kế
Rồi hết rồi. Thôi, vậy anh rồi. Anh vậy thôi phải không? Rồi còn như em không à? Rồi. Còn như em có ăn liền anh. Khoan.